lạy Cha trương bưu diệm, lạy Cha trương bưu diệm. Tôi là Thêm Bùi ở tỉnh Tullahoma, Tennessee. Cha rất là linh thiêng, cha đã phù hộ cho lời cầu xin của tôi với cha. Cha là rất là linh thiêng, rất là linh thiêng. Mỗi ngày tôi đi làm, trước khi đi làm cầu xin cha một lần, rồi tối về trước khi đi ngủ cầu xin cha một lần. Cũng gần hơn 10 năm nay rồi. Rồi có một điều rất là cha ban phước lành rất là nhiều đối với tôi và gia đình của vậy. Có hai đứa con với đứa cháu ngoại mà cha đã giúp đỡ, cha đã phù hộ cho tất cả con cháu được làm ăn cũng rất là thành công. Dạ, còn đối với tôi thì là cha giúp đỡ rất nhiều, cha phù hộ rất là nhiều. Tại vì đó là nếu không có cha phù hộ đó là, tại vì đó là 2015 tôi ra trường với cái bằng Industrial Engineer, có bằng Doctor. Yeah, tôi graduated with the PhD in University of Tennessee, Knoxville in 2015. Yeah. Nếu không có cha là không bao giờ thành công vấn đề đó. Thành ra đó là tại vì mình đi làm đó full time rồi đi học nữa, mà học cái ngành industrial engineer mà PhD research rất là khó khăn. Yeah. Mà nếu không có đó thì là không bao giờ được thành công ngày hôm nay. Rồi là con cái đứa con gái và đứa con trai ở San Francisco ngày hôm nay, anh cũng thấy là cha giúp đỡ cũng như là ban ngày vậy đó, cha rất là linh thiêng. Dạ. Yeah. Thành ra đó, tôi từ Nashville, Tennessee đi lên đây thăm đứa con trai ở San Francisco, rồi sáng ngày hôm nay từ San Francisco đi lên đây để mà thăm cái chỗ của cha ở bên đây. Tại vì là tôi với thằng con của tôi là đi về Việt Nam đó, có đi ghé chỗ cha trên đó rồi, đã quỳ lại cha, đã có chụp hình cha lúc nào cũng ở trong cái bóp của mình, biết không? Rồi từ đó sáng hôm nay đi lên đây để cái lời ước nguyện này đã lâu lắm rồi, không có dịp đi, nhưng ngày hôm nay đi được là cũng là cái trái tim của mình là cũng là rất cảm động. Nhưng mà thường thường á, trước khi đi ngày hôm qua cũng như là mình cũng cảm động, nhưng mà đi lên tới đến đây rồi cái tự nhiên very happy. Yeah. Lần đầu tiên hồi sáng này đi từ San Francisco lên đây, rồi chừng 2 tiếng nữa là phải trở về San Francisco, rồi ngày mai đi về Nashville, Tennessee. Yeah. Nhưng mà cái này là rất là làm cho mình cũng như là rất là vui vẻ, happy. Rất là happy. Yeah. Cái công ơn của cha, cái trợ ơn của cha. Ở nhà đó thường thường đó, cái này ngày cũng như là chuyện riêng của mình thôi. Yeah. Nhưng mà đó, thỉnh thoảng lấy chai nước á, để trên hình của cha. Rồi thỉnh thoảng thí dụ như mình feel bad này cái nọ đó, mình lấy cái chai đó mình uống hay là cho con mình uống gì đó, nó khỏe mạnh liền.
Dạ, yeah, rất là hay, cha yeah, rất là linh thiêng, rất là linh thiêng. Sáng chạy xe đi làm cầu nguyện với cha. Dạ. Yeah. Rồi tối trước khi đi ngủ là không có bao giờ miss một lần nào hết. Tại vì đó là mình đạo Công giáo nhưng mà không biết cha Diệp. Không biết cha Diệp. Chỉ cứ biết cha Diệp chừng khoảng 8 năm nay thôi. Dạ. Yeah. Khi không cái tự nhiên cái rồi thằng em á với bà chị giới thiệu, mà ở bên Việt Nam mình á là bà ngoại với mấy dì mấy cậu đó là đạo Công giáo ở Châu Đốc. Thành ra đó rồi mấy người đã biết hết rồi, biết cha Diệp, nhưng mà mình không biết cha Diệp. Mình không biết cha Diệp, mình chỉ mới biết đây thôi. Rồi mình mới bắt đầu đọc dân lịch sử của cha Diệp, rồi coi trong YouTube của mấy người mà người ta testimony ơn của cha Diệp đó. Tôi nhìn thẳng vô mắt của cha, rồi tôi đội ơn cha, cảm ơn cha từ hồi nào tới bây giờ, với lại cầu xin cha vẫn còn tiếp tục phù hộ cho tôi và gia đình của tôi, con cháu cũng được bình yên, làm ăn khỏe mạnh này kia nọ. Rồi mình cũng có cảm động nhìn thấy cha, mà thấy ta có lần đó sau khi mình ra trường rồi đó, cái đêm đó đó mình không biết mình không ngủ hay mình thức, cái mình thấy một người đàn ông mặc nguyên cái đồ cha đen á, mặc đồ đen với một đứa con trai bé lớn vậy nè, nhỏ vậy nè, mà không có thấy từ đây lên trên, chỉ thấy dưới này xuống thôi. Rồi mới đi thẳng vô trong cái chỗ mà cái phòng đó, cái phòng mà mình để hình cha đó. Cái tại mình không biết, mình mới đi ra cái hallway thì mình thấy cái mình giật mình cái rồi giật mình cái rồi mất luôn. Nếu mà mình cầu xin cha đó mà chưa được á thì mình phải 100% là phải tin cha giúp cho mình. Chứ nếu mà ngày nay mình chưa nhận được thì mình cũng tiếp tục cầu xin cha, tại vì là tại vì mình phải có cái tấm lòng, mình phải có cái trái tim của mình đều với lại mà mình biết là cha rất là linh thiêng, cha rất là thương con cháu, cha hy sinh cuộc đời của cha cho con cháu. Thành ra là mình khi mình cầu xin với cha đó thì nếu mà mình chưa thấy gì hết á, không có phải là cha không có nghe đâu, cha cũng tìm cách để mà phù hộ cho mình, nhưng mà cha tìm cách, cái cách của cha chứ không phải là cái cách mình ước mình muốn, biết không? Tại đó nếu mà cha thấy là ở cái này là tốt cho cái lời cầu xin của mình, tại vì cha biết mà mình đâu biết được, thành ra cha có thể cha chấp nhận cái lời cầu xin của mình rồi cha mới ban phước lành cho mình. Còn nếu mà mình cầu xin cái gì mà cha biết mà cha không có nghĩ là đó là tốt cho mình á, thì là cha chưa, chứ không phải là không, nghe biết không, cha chưa có phù hộ cho mình cái lời cầu xin của mình, cha có thể tìm cách cái cách khác, cái cách nào tốt cho mình, cho nên mình phải kiên nhẫn, phải tin cha 100% mới được. Tại vì mình không có nên cầu xin cha rồi đó là muốn là cha phải là chấp nhận cho mình liền tại chỗ, phải không? Hay là ngay thẳng cái lời cầu xin của mình. Tại vì là mình khi mà mình cầu xin cha, mình phải để hết cái tấm lòng của mình với cha. Cha biết cái nào tốt cho mình, cái nào xấu cho mình. Rồi cái cách mà phù hộ cho mình cũng như là cái cách khác vậy đó. Nhưng mà tốt cho mình chứ không phải là tại vì mình là con người trên thế gian mình là mình không có biết cái gì tốt cho mình. Mình chỉ biết là cầu xin thôi à, biết không? Phải không? Cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm,